Stray là một tên tuổi khá là mới đối với những người chơi Việt Nam, nhưng mà ở Nhật Bản thì nó rất là được ưa chuộng. Hôm nay mình giới thiệu một cái model lớn đến từ cái thương hiệu này, đó là VB3488. Tên đầy đủ của tập đoàn này là Trios nha, nhưng mà thường mình thấy âm ly của hãng hay ghi chữ Tri thôi. Thì cái dòng model 3488 này của mình là nó chạy bóng L34. Thì cái phiên bản này nó có cái dòng chạy chúng ta có thể thay thế bằng bóng KT88 được luôn, tùy cái lựa chọn của các bạn. Nhưng mà máy này về là trong tình trạng là chạy bóng L34. Thì cái bóng này là của hãng Electro Harmonix rất là nổi tiếng. Còn VB3488 này thì nó cùng với hãng Silverlight á, thì không biết có liên quan gì công ty với nhau không, nhưng mà nó cũng có một cái model của Silverlight cũng đặt tên là 3488 luôn, cũng cái kiểu phong thiết kế rất là giống này. Con này hôm nay bán rất là rẻ luôn, 21 triệu thôi, chạy tổng cộng là sẽ có 4 bóng khuếch đại là L34 và 4 bóng tiền khuếch đại là 12A O7, 12A O7 nha. Size con này là dạng là size lớn nha, khoảng là 40, khoảng 40. Rất là nặng, con này nặng khoảng 20 kg. Công suất ra loa thì ở trang của hãng công bố là khoảng là 25W trên 1 kg, rất là lớn. Bây giờ mình sẽ quay ra phía sau cho các bạn nhìn. Nên này mình đang mở đèn lên nha, đang mở nguồn này luôn. Nên các bạn sẽ thấy cái bóng nó đang đỏ rực luôn. Dòng này nó không có cái lồng chụp, nên chúng ta chơi á thì chúng ta nên chơi trong phòng mà nhà không có trẻ em. Còn nếu có trẻ em thì khuyến cáo là đóng cửa lại khi chơi. Cái các cái giắc cắm nó còn vàng hờm luôn, rất là đẹp. Cái mặt này này là bằng inox giống như inox của cái dòng Maxin Top 350 á. Các cái cọc loa chúng ta nhìn rất là đã, cọc bắp chuối và mạ vàng, cọc RCA, cọc tín hiệu cũng vậy. Con này là hàng Nhật nha, sản xuất Nhật, điện 100V. Ở bên hông là những cái chỉnh bi áp, ở đây là một cái kim khi chúng ta chỉnh bi áp thôi, chứ không phải là cái đèn VO đâu nha. 21 triệu thôi. Bây giờ thử một đoạn nhạc Khánh Ly nha. Bên mình có bán USB chép sẵn các loại nhạc này, nhạc lossless chất lượng cao, một cái USB là 128 GB 800 ngàn, còn cái loại cao hơn là SSD 1000 GB thì 2,5 triệu. SSD thì có nhạc Việt, nhạc quốc tế, nhạc DD khoảng 15.000 bài nhạc, còn USB thì nó sẽ chứa nhạc Việt thôi, 128 GB khoảng 2.000 bài. Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền, bàng hoàng lạc gió mấy miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm, ngựa buông vó. Một đời bỏ ngỏ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em, tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong.
dòng sông đó. Rất là hay, mở một đoạn nhạc vàng để các bạn nghe nha. Thì cái con này chúng ta có thể đánh những cái dòng loa như là tang noi, bên đất, hoặc là những dòng loa xưa xưa như Antec Lansing, Clip Conwell, Clip Hendrix, hoặc là những cái dòng mà chạy tép kèn đánh rất là hay luôn. 21 triệu nha các bạn. Hoặc là những dòng loa mà độ nhạy cao đánh rất là hay luôn. Bạn nào có nhu cầu hãy sớm liên hệ mình nha. Lưu ý là dòng này nó không có cái lồng bảo vệ, nên khi các bạn mua thì mình sẽ tháo bóng, mình gửi cái bóng, mình đóng shop riêng và cái máy riêng để nó vận chuyển nó không có bị bể bóng. Yên tâm, mình gửi thì mình gói rất là kỹ nha. Về thì chúng ta cứ coi theo, mình chụp cái hình, cứ bóng này rút ra cắm vô bình thường, nó là đơn giản, không có gì khó nha.